Thưa quý vị và các bạn, đối với một người thầy thuốc luôn luôn là một người phải có tâm và có một cái đầu rất là lạnh. Và tôi cũng rất là tò mò muốn hiểu thêm về những cái tâm tư cũng như là tấm lòng của người thầy thuốc này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện mà thầy thuốc Nguyễn Trung Cấp đã dành cho VTC9. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ MC Như Ngọc ngay sau đây. Dạ, xin chào bác sĩ Nguyễn Trung Cấp ạ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian cho VTC9 ngày hôm nay ạ. Và không biết là cảm xúc của anh ngay lúc này như thế nào khi mình vừa vinh dự được nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú 2020 ạ? Vâng, có thực ra là tôi cũng thấy hơi bất ngờ và cũng rất là vui. Vì tôi nghĩ là tôi là người may mắn, bởi vì trong suốt cả cái vụ dịch vừa rồi thì tất cả mọi người trong ngành y tế nói riêng và cả trong xã hội ta nói chung đều hết sức nỗ lực trong cái việc chống dịch. Thế và về phía ngành y tế thì tôi là người may mắn được lựa chọn để làm gương mặt đại diện và được Hà Nội quan tâm để tặng thưởng cái danh hiệu này. Dạ, được biết là bác sĩ có đóng góp rất lớn cho công cuộc phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Thì nhìn lại quá trình trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân nặng, nhiều khi là phải dạch dợt họ ra khỏi cái chết, thì có khi nào bác sĩ gặp phải cảm giác bất lực hay là muốn buông xuôi mọi thứ không ạ? Thực ra tôi nghĩ rằng khi mà đã vào một cuộc chiến rồi, nếu như mình không chiến thắng, mình buông xuôi thì mình sẽ bị tiêu diệt. Nhân viên y tế của tôi là như vậy. Nhất là trong cái vụ dịch này, nếu như ta không chiến thắng được virus thì có thể là bản thân tôi, có thể là những người xung quanh tôi, những đồng nghiệp hoặc là thậm chí là những người thân ngoài xã hội có thể bị nhiễm bệnh và nguy hiểm. Thế cho nên bắt buộc chúng tôi phải chiến đấu để chúng tôi khống chế nó, để thứ nhất là bảo vệ mình, bảo vệ những người xung quanh mình và bảo vệ xã hội. Dạ thưa bác sĩ, SARS-CoV-2 là một loại virus rất mới và nguy hiểm. Vì vậy những nghiên cứu về nó thì vẫn còn đang rất là hạn chế. Là những người đối mặt với loại virus này thì bác sĩ và các đồng nghiệp đã có những suy nghĩ như thế nào, cũng như đâu là động lực để bác sĩ và tập thể các y bác sĩ có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua những giai đoạn khó khăn như vậy ạ? Ban đầu là các cái hiểu biết về bệnh nó chưa có nhiều, cái kinh nghiệm của bản thân chúng tôi cũng chưa có nhiều. Thế cho nên là cũng có một số bệnh nhân cũng phải lúng túng. Thế và cũng vừa điều trị vừa dò, vừa tìm hiểu, cũng như là đồng thời là tìm các cái nghiên cứu, các kinh nghiệm mà các cái đồng nghiệp trên thế giới đã có để mình áp dụng. Thế và cũng thông qua hai cái đó, một là học hỏi ở thế giới, thứ hai là tự mình tìm tòi. Thì về sau thì các cái gọi là những cái hiểu biết về bệnh lý cũng như là các cái kinh nghiệm về điều trị nó sáng tỏ ra, thì tôi mới tự tin hơn. Tôi nghĩ rằng trong lịch sử loài người thì có hàng trăm cái vụ dịch và đại dịch. Ngày xưa nó cũng rất nguy hiểm và loài người bất cứ một cái thế hệ nào thì cũng đều phải chiến đấu để vượt qua. Thế và tôi nghĩ rằng cái đại dịch Covid-19 này nó cũng là một cái cuộc chiến tương tự như vậy. Chúng ta bắt buộc phải chiến đấu, phải vượt qua và phải chiến thắng để đảm bảo được cái cuộc sống của mình. Dạ, được biết là trong đại dịch lần này thì bác sĩ cũng là người trực tiếp thực hiện cải tiến nhiều thiết bị để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế như là mũ trùm đầu và thiết bị lọc không khí cá nhân di động. Thì từ đâu bác sĩ có những ý tưởng như vậy ạ? Tất cả những cái đấy là nó đều có sẵn rồi. Vâng, ví dụ như là cái thiết bị mũ trùm đầu ấy thì là trong cái bộ an toàn sinh học cấp 2 và các cái bộ thiết bị trang thiết bị phòng hộ để phòng chống cái lây truyền của aerosol nó đều có cái đó là nó là thiết bị quy chuẩn. Thế còn cái thiết bị lọc khí ấy, thì trong cái bộ an toàn sinh học cấp 3 hoặc là an toàn sinh học cấp 4 nó có là để nó cấp khí vào, nhưng mà nó khác một chút ít thôi. Ví dụ như trong bộ trang phục phòng hộ an toàn sinh học cấp 4 ấy, thì nó là một cái bộ quần áo kín mít và nó bơm khí vào đấy để nó phồng cái bộ quần áo lên, nó như là cái bong bóng ấy, để các cái mầm bệnh nó không thể tiếp xúc vào người. Thế thì với SARS-CoV-2 thì chúng ta cũng không nhất thiết phải làm đúng đấy và cũng không thể làm được cái mức đấy. Nhưng chúng ta cũng không thể an tâm với các cái trang thiết bị thông thường, nhất là khi mà phải làm việc ở cái môi trường, ví dụ trong khoa hồi sức cấp cứu phải có những cái can thiệp mà ghé sát vào mặt và mũi miệng bệnh nhân, như là đóng nội quản, như là nội soi phế quản, vân vân, nó khá là nguy hiểm.
Thế thì chúng ta mà nâng được cái trang thiết bị phòng hộ lên được cấp nào thì an toàn thêm được đó. Vâng, và sau tất cả thì hiện nay trên cương vị mới là Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bác sĩ có điều gì muốn nói với mọi người về dịch COVID-19, nó có thực sự đáng sợ hay không? Và chúng ta cần phải chuẩn bị những gì nếu như dịch bệnh có thể quay trở lại ạ? Dịch COVID-19 nó đáng sợ chứ, và chúng ta nhìn thấy ngay cái đáng sợ của nó. Là ở những cái nước mà khống chế dịch không tốt, xã hội cứ phải đóng cửa kéo dài thì là tất cả mọi sản xuất đình đốn, tất cả mọi người đều mất thu nhập hoặc là nó khó khăn trong cuộc sống. Thế và cũng nếu như mà dịch bệnh nó bùng lên ở mức độ quá lớn, quá cái khả năng kiểm soát thì nó dẫn đến sự quá tải các bệnh viện và nó sẽ dẫn đến là gia tăng cái số bệnh nhân tử vong cũng như là tình trạng là khủng hoảng thiếu máy thở, thiếu trang thiết bị v.v. Thế cho nên cái việc là chúng ta khống chế được dịch bệnh như hiện nay để đảm bảo được một cái an toàn để cho xã hội mọi người được sinh hoạt, được sản xuất bình thường thì đấy là một cái điều tuyệt vời. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay.